giới thiệu đến quý vị biên đạo Viết Thành cùng với biên đạo Quỳnh Trang. Liệu sự chênh lệch tuổi tác có là rào cản lớn trong tình yêu? Họ đã vượt qua rất nhiều thử thách để đến được với nhau. Bị tịch thu điện thoại rồi thì sẽ bị tịch thu tiếp. Thế cho nên là anh mua một rổ như thế này là anh lắp sẵn sim vào. Nay thu cái này thì mai lại gửi cho bạn cái khác. Yêu thôi, kể cả mẹ cấm thì vẫn đâm đầu vào để mình yêu tiếp. Nhìn thấy cái số điện thoại của mẹ vợ họ đến ấy, mình bị mất kiểm soát luôn. Họ cũng có những quy tắc ngầm để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Nếu đi công tác thì tuyệt đối không được đi quá một tháng. Đã giống như câu chuyện của một đôi giày không thể thiếu nhau. Viết Thành, Quỳnh Trang và câu chuyện tình đặc biệt của họ sẽ được kể trong Khách sạn 5 sao tuần này. Đón xem Khách sạn 5 sao lúc 12 giờ ngày 19 tháng 3 trên VTV3.